xem trên kênh đang làm gì à? Em mua vé lấy vía. Nghe nói hình như thôi. Lên nhà bà nữ đang mở vé, mở bán vé rồi. Wow! Cho nên đến rạp không biết làm gì cả. Thế tên là thật là háo hức và mua vé thôi. Thì mua bao nhiêu vé cả? Thì đến 130 một vé. 130 một vé. Thế là tôi sẽ mua 10 vé trước. Thì thanh toán cái gì ha? Tôi sẽ thanh toán bằng MomoPay. Hoặc là tôi thanh toán bằng tiền mặt của tôi. A few moments later. Có thể là vợ tôi quên bỏ tiền vào túi. Cho nên các bạn cũng có thể mua vé trên Ví Momo luôn. Mua vé trên nhà nó cho 10 vé đi nào. Em muốn cho anh coi mấy giờ thì nó là mấy giờ thôi. Sáng 9 giờ 10. Wow, nhỏ dễ thương thiệt. 9 giờ 10 mùng 1 nha quý vị. Sáng 9 giờ em không chút tới làm bà em đến em coi phim. Anh chị em ơi, có ai ủng hộ phim không ạ? Hai vợ chồng em ạ. Em nghe nói giờ bà nữ đang phải đào. Wow. Đã mở bán vé rồi đó. Wow. Bán cho tôi mỗi người một vé đi ạ. Cái gì? Cái gì? Trời ơi, cháy hiện hả vậy? Ủa, hồi nãy là một vé thôi. 10 vé đấy nè, 10 vé cho gia đình và bạn bè. Gia đình ạ. Gia đình và bạn bè. Gia đình. Lung linh lung linh. Tình mẹ tình cha. Lung linh lung linh. Hai tiếng nhà bà đi. Dạ đúng vé đi. Bán mỗi đứa 10 vé. Bán mỗi đứa 10 vé. Nhiều vé vậy? Nhiều vé. 130 ngàn. Mua mùng 2 đi, mùng 1 đi, chúng tất ông bà quá rồi. Mùng 2 ha. Mùng 2 em ơi. Đi ăn sao nhà? 50 vé chứ. Vui lên, mua vui lên. Dạ, 50 vé, 50 vé. Miễn cưỡng vậy. Đâu có miễn, đâu có tiền mà miễn gì. Trời mạnh vậy. Rõ vậy có thiếu chị không? Vậy sao chị em có triệu rưỡi mà chị cứ nói với em hoài? Nó nghe nè, đang mượn tiền người ta luôn đó. Thôi không bao giờ mà em hả ai dùm của chị đâu. Mới vừa ra cái MV gì đó. Sao hay cứ quên cái gì? Hết trả hết nha. Ủng hộ em cho nhớ, em nhiều. Nhớ mượn mà trả không? Trả chứ, em đã trả hết cho anh mượn 1.7 triệu. Ai chạy? Anh mượn 1.3 triệu anh không có tiền. Trời ơi, anh không có tiền gì? Ôi chỗ này cũng có tiền nha, tiền quá. Không có tiền bước ra đi, để chị chưa cách ra đi anh ơi. Chị mời nhé em. Chị mời nhé. Mấy cô có tiền đứng lại giùm em nha. Mời vé nha mấy chị nha. Mời vé rồi tới chị cả nhà. Em ơi cho anh mùng 4 đi. Mùng 4. Hồi nãy em xuống như nó mua mùng 2 luôn á. Mua mùng 2 đi. Mùng 2 thì đâu có chung đâu. Ở dân chỗ cứ quên lên mùng 4 luôn kìa.